Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc xin chào bà con ngư dân khắp cả nước. Bên em chuyên cung cấp máy bộ đàm, máy định vị, máy dò cá, máy y cơm, máy nhận dạng AIS, phao nhận dạng AIS và tất cả các linh phụ kiện của ngành điện tử hàng hải. Bà con có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0948909941 hoặc bà con kết nối Facebook Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc. Bên em sẽ ship cho bà con mọi miền Tổ quốc với phương châm giá tốt nhất và cạnh tranh nhất có thể. Cảm ơn bà con ngư dân đã ủng hộ em trong thời gian qua. Cảm ơn. Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc kính chào tất cả bà con nha. Trong video ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho bà con mình cách để nhập và xóa điểm trên máy định vị hai đầu hai gian HS50C. Đầu tiên em sẽ giới thiệu sơ bộ về chức năng của các phím trên mặt máy nha. Phím dấu cộng là phím phóng to hai đầu, dấu trừ là thu nhỏ hai đầu. Phím mũi tên, bốn phím mũi tên này nè là lựa chọn các chức năng trong menu hoặc di chuyển dấu cộng trên màn hình hai đầu. Phím enter mình nhấn để chấp nhận các mục đã lựa chọn. Phím menu đi vào trang menu. Phím go to lựa chọn chức năng đi đến điểm. Phím pay lựa chọn các kiểu màn hình. Phím ic lựa chọn sự ưu tiên giữa các màn hình. Phím wpd là phím nhập điểm nhanh nè, và mình nhắn giữ tay trong 3 giây nó sẽ kích hoạt chức năng mod, tức là khi mà có người hoặc là vật gì đó rơi xuống biển mình sẽ nhắn giữ tay 3 giây đó là sẽ nhập điểm mod. Phím power tắt mở nguồn và cũng điều chỉnh độ sáng tối với màn hình. Khi chúng ta đã khởi động máy lên rồi thì màn hình sẽ để một cái thông báo chú ý. Mình sẽ bấm Enter để thoát ra. Sau đây em sẽ hướng dẫn cho mọi người 4 cách để nhập điểm trên máy định vị hai gian HS50C. Cách đầu tiên là cách nhập điểm ngay vị trí tàu. Để nhập điểm ngay vị trí tàu, chúng ta cần tắt đi dấu cộng trên màn hình bằng cách bấm vào phím Power. Khi tắt dấu cộng trên màn hình rồi, chúng ta bấm vào phím WPT để nhập điểm nhanh ngay vị trí tàu nè. Thì số được hiển thị trên màn hình thái đồ khi chúng ta vừa mới nhập đó, là cũng là cái số thứ tự và là tên của điểm được hiển thị trong danh sách điểm luôn nha. Thì đó là cách nhập điểm ngay vị trí tàu. Cách thứ hai, cách nhập điểm bằng dấu cộng. Chúng ta sẽ di chuyển dấu cộng trên màn hình thái đồ đến vị trí mà chúng ta muốn nhập điểm, sau đó bấm WPT. Điểm nhớ đã được cài đặt. Vào danh sách điểm để kiểm tra lại điểm. Rồi, cách thứ ba, nhập điểm do tàu khác cho. Để nhập điểm của tàu khác cho, chúng ta bấm vào trang menu. Bấm Enter 3 lần vào danh sách nhập. Sau đây chúng ta sẽ vào danh sách điểm. Mình sẽ bấm vào phím dấu cộng. Thì ở đây máy sẽ nhảy ra một điểm mới. Thì điểm mới nhập, kinh độ dĩ độ sẽ là vị trí tàu của chúng ta hiện tại. Để thay đổi, chúng ta bấm vào phím Enter 2 lần. Chúng ta sẽ đổi tên điểm. Tùy vào tên mọi người sẽ chọn. Khi đổi xong, ta bấm Enter, di chuyển qua ký hiệu. Bấm Enter một lần nữa để thay đổi ký hiệu. Tiếp theo là màu. Mọi người có thể tùy chọn nha, không đổi vẫn được. Sau đây là kinh độ vĩ độ. Thì ở đây chúng ta sẽ thay đổi vĩ độ sao cho đúng với tàu khác cho. Và mọi người lưu ý nè, N là vĩ độ Bắc nè, S là vĩ độ Nam. Và sau khi chúng ta thay đổi vĩ độ xong, chúng ta sẽ kéo xuống kinh độ, cũng tương tự như vậy. E là vĩ độ Đông, còn W là vĩ độ Tây. Sau khi thay đổi xong, chúng ta bấm Enter và di chuyển xuống. Ngày thời gian. Sau khi đã thay đổi điểm nhớ đúng với mong muốn của chúng ta bấm Enter và bấm bo web nhiều lần để thoát ra. Rồi, thì đó là cách để chúng ta nhập điểm vào tàu khác cho nha. Cách thứ tư là cách nhập điểm mod. Chúng ta sẽ nhập điểm mod khi có người hoặc đồ vật nào đó rơi xuống biển. Thì cách thực hiện như sau, chúng ta sẽ bấm vào phím WPT là phím mod ở dưới nè. Chúng ta nhắn giữ tay 3 giây. Đó. Thì đây tín hiệu điểm mod đã được nhập. Máy sẽ thông báo vị trí của điểm và đồng thời chỉ hướng khoảng cách từ tàu đi đến điểm. Sau khi chúng ta cài đặt điểm thành công thì máy sẽ phát lên tiếng báo động bíp bíp như vậy nè. Để tắt báo động chúng ta bấm vào phím power web. Sau khi tắt power web chúng ta sẽ tiến hành đi đến điểm. Khi đã hoàn thành công việc thì dừng đi đến điểm mod như sau. Chúng ta bấm WPT. Máy sẽ hiện lên thông báo xóa điểm mod. Chúng ta bấm Enter để xóa địa điểm. Và dừng đi đến điểm thành công. Thì đó là 4 cách để chúng ta nhập điểm trên máy định vị hai gian HS50C. Rồi tiếp theo sau đây em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để xóa điểm nhớ trên máy định vị hai gian HS50C. Thì cách đầu tiên là cách xóa từng điểm. Chúng ta sẽ vào trang menu, ấn Enter 3 lần vào danh sách nhập. Sau đây chúng ta sẽ vào danh sách điểm. Chúng ta sẽ lựa ra một điểm mà chúng ta muốn xóa. Đó. Rồi bấm phím dấu trừ. Máy sẽ hiện lên thông báo xóa số liệu. Và chúng ta hãy bấm Enter nếu chúng ta muốn xóa. Nếu chúng ta không muốn xóa sẽ bấm phím bo web để thoát ra. Rồi bây giờ nếu chúng ta muốn xóa số liệu hãy bấm Enter nè.
Đó. Điểm nhớ là được xóa. Sau khi xóa xong, chúng ta bấm bo web nhiều lần để thoát ra. Đó là cách thứ nhất. Cách xóa từng điểm nhớ. Và cách thứ hai là cách xóa tất cả điểm. Chúng ta bấm vào trang menu. Bấm enter nhiều lần vào danh sách nhập. Ở đây chúng ta sẽ bấm phím bay. Máy xem thì thông báo là có xóa tất cả điểm hay không. Bấm enter có bo web không. Nếu bấm enter, tất cả điểm sẽ được xóa. Đó. Rồi, đó là cách thứ hai, xóa tất cả điểm nhớ. Thì sau khi xóa thành công, chúng ta bấm bo web nhiều lần để thoát ra. Rồi, tiếp theo đây là cách thứ ba. Cách xóa điểm nhớ trên màn hình thái đồ. Chúng ta sẽ di chuyển dấu cộng xuống vị trí điểm nhớ mà chúng ta muốn xóa. Đây. Sau đó chúng ta bấm enter. Di chuyển xuống mục xóa. Bấm enter. Sau đây máy sẽ hiển thị thông báo xóa số liệu. Bấm enter có bo web không. Enter để xóa điểm. Rồi. Thì đó là tất cả những cách nhập và xóa điểm trên máy định vị hai gian HS50C. Nếu mọi người xem video mà còn có chỗ nào chưa hiểu thì hãy comment xuống bình luận cho em sẽ trả lời bình luận cho mọi người nha. Hoặc là gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại 0948909941 hoặc Zalo Facebook 0948909941, rồi em sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người luôn. Rồi, video của em tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại bà con vào những video tiếp theo ạ.